còn anh chưa từng nhận tâm đến thế. Không giống những lúc chúng ta giận hờn, anh có cảm giác rất khác sau hôm nay. Anh là người em yêu nhớ, từ mai định luật này sẽ biến mất. Anh biết nói ra thì chắc sẽ đau lòng, hết lần này chia tay phải không? Đến cuối cùng, từ mai người sẽ cố xóa tên anh. Đến cuối cùng, người sẽ cùng ai đến thế giới không anh. Kết thúc thì chuyện chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Phải đến nơi nào để quên nỗi đau này? Đến cuối cùng.